Có bạn trai do em chủ động. Là sao, là em lại em cua anh ta hả? Được 2 tháng em về quê. Em ơi cái này là thế nào, bị hốt xác của mấy đứa. Nghe có vẻ giống như trẻ trẻ. 2 tuần anh đi 300 km thăm. 2 tuần đi 300 km thăm rồi. Chạy xe. Cho anh sờ vòng 1, 2, 3 chưa quan hệ. Trời ơi. Một tuần sau em có người yêu mới. Trời ơi. Sao em đổi đào vậy, đổi kép vậy, đàn ông nhiêu cho đủ em xài em, thì mới 2 tuần em đổi kép. Tiếp tục ấy. Một tuần sau em có người yêu mới gần nhà nên nói bận không cho anh thăm nữa. Em đang tìm lý do để vài tuần sau chia tay cho anh đỡ sốc. Rồi em cứ chia tay khỏi tìm lý do. Nhắn tin lạnh nhạt, ít dần nhưng vẫn nhận quà anh gửi có kỳ. Thiếu đoan trang không anh? Yêu xa mau chán phải không? Rồi, thiếu đoan trang không anh? Anh lại em. Anh lại em. Bây giờ cuối em hỏi anh có thiếu đoan trang không? Anh cặp kè 1-2 tháng thì nói là 2 tờ, anh đoán là 2 tháng cho r vòng 1 vòng 2 vòng 3 thì cũng ok đi, cũng chưa chắc đã là xấu nếu như cái mối quan hệ anh ta đầu tư mạnh mẽ. Sau đó em nói giờ em có người yêu mới, người yêu cũ em cho r vòng 2 vòng 3 vòng 1 xong em cho người yêu mới tới luôn, em có người yêu mới, em có người yêu mới xong rồi cái giờ chắc cũng r vòng 1 vòng 2 vòng 3 luôn phải không, hay là người yêu mới chơi tới hơn nữa. Rồi em nói một tuần sau em có người yêu mới. Rồi bây giờ em nói là em muốn chia tay, không cho thăm mà đỡ sốc. Rồi lạnh nhạt ít dần nhưng vẫn nhận quà. Thiếu đoan trang không? Trời ơi em ơi. Không biết trả lời sao. Phiên bản này là phiên bản lỗi. Phiên bản mà người ta sản xuất ra cái gì cái nó bị lỗi. Đừng buồn anh nha, nhưng mà anh nói nó hài hước xíu. Phiên bản mà nó méo nó kỳ kỳ á, kiểu vậy. Em biết mấy phiên bản nó đắt tiền lắm, hồi xưa mấy cái đồng tiền xưa mà đút mà lâu lâu em tưởng tượng cái đồng tiền lâu lâu đút đồng tiền mà lỗi mà phát ra lưu hành cái coi trời ơi thiên hạ dành nhau đấu giá mua cái thế luôn. Có cái đồng tiền hồi xưa mà đồng quarter, đồng 25 xu Mỹ mà nó nói là họ nói là có 2 cái mặt giống nhau, 2 mặt hình không có mặt lúa. Trời ơi nó dành mua không biết bao nhiêu triệu đô. Trời khó lắm á, tại vì cái đồng lỗi đó người ta giục bỏ, người ta hủy. Không biết sao lại lọt ra ngoài được. Trời ơi thiên hạ tha hồ. Ôi em ơi, có đoan trang hay không? Câu trả lời là không có chút đoan trang nào trong đó em nhé. Trời ơi, đừng giận anh nha, nhưng mà em hỏi thì anh phải trả lời, em hỏi đúng chủ đề luôn. Anh Tuấn ơi, em bị tổn, để có bị tổn thương vì còn tình cảm với một người đã có gia đình. No, em bị tổn thương vì em chưa bao giờ làm cho mình lành. Câu này là cái câu nạn nhân nè. Chẳng có ai là em tổn thương được nếu em làm cho mình lành cả. Em bởi vậy anh mới nói là không biết cách sống á. Anh đọc tiếp nha. Anh Tuấn ơi, em bị tổn thương vì còn tình cảm với một người đã có gia đình. Em cũng biết người đó không có tình cảm với em, thấy không? Em thấy không biết không ý nghĩa gì chứ, tại vì cái năng lực lành không có. Em chỉ là lấp đầy trong phần thiếu của anh ta thôi. Ok. Giờ em nên học lớp nào hả anh? Vô cái nhỏ, vô ghi vô cái đó đi rồi người ta tư vấn cho em. Em nghe anh nói rất nhiều là nên ngừng lại, thăng bằng thay đổi, nhưng em vẫn cứ luẩn quẩn không thoát ra được. Hiển nhiên rồi, em chỉ có thể làm khi em làm cho em lành thôi. Còn em cứ ngồi đó là nó sẽ làm em hư hết mối quan hệ này tới mối quan hệ kia. Anh đoán là trong quá khứ em đã có nhiều cái mối quan hệ hư rồi. Nhưng mà ở đây có thể là nỗi đau nó lớn á, cho nên em bắt đầu ý thức được về nỗi đau á. Và không phải là tại vì em quen với một người có gia đình đâu, mà là cái phiên bản của em không có lành nó, khập khiễng nó, không có trau chuốt nó, cho nên em mới gặp người đó không có gia đình và em mới yêu. Hiểu không? Tức là không phải vì em quen người đó không có gia đình, mà là vì em chưa lành thì em sẽ gặp những cái tình huống đó và em sẽ đổ vào những tình huống đó. Cho nên những cái người mà chưa có thăng bằng, chưa có thực sự sẵn sàng để hạnh phúc, họ luôn bị không hạnh phúc. Và họ thấy là tại sao họ xui. Không phải. Nó giống như thế này nè. Em biết là cái sàn mà sàn cà phê không? Anh bây giờ anh dùng cái máy, ở Mỹ nó có cái máy đếm tiền. Thì cái máy đếm tiền đó, đó là cái đồng 1 xu, cái đồng 5 xu, cái đồng 10 xu và cái đồng 25 xu. Thì nó có cái cách để mà nó lắc ra nó rớt xuống. Thì cái đồng tiền á, anh dùng cái cà phê thì chắc mọi người dễ hiểu. Anh giả sử nha, người ta mua cà phê người ta thích cái loại cà phê hạt lớn. Cà phê lớn thì nó đắt tiền hơn, bán được giá nha. Thì bây giờ cái cà phê họ gặt về, họ thu hoạch về, họ làm, họ đưa ra hạt, rồi bây giờ họ bắt đầu họ sàng lọc ra. Thì hạt nhỏ bên đây, hạt lớn bên đây, hạt lớn nữa bên đây chẳng hạn, hạt lép bên đây là nào. Thì họ làm sao? Họ đưa vô cái máy họ lắc, thì cái máy nó có những cái lỗ đi. Thì bây giờ cái lỗ mà nó nhỏ đó thì cái hạt phải nhỏ hơn lỗ nó mới lọt vào được, đúng không?
Rồi nè, cái hạt thì nó sẽ rớt, cái hạt nhỏ nó sẽ rớt vô cái lỗ đó và nó đi chạy qua bên cái túi hạt nhỏ. Rồi sau đó họ mới lấy những cái hạt lớn hơn, nó họ quăng qua một cái sàn khác, hạt lỗ lớn hơn. Thì những hạt lớn hơn nó rớt nó vào cái lỗ thứ hai, rồi hạt lớn nữa, và cuối cùng cái hạt lớn nhất nó ở lại. Thế thì bây giờ em thấy nè, cái hạt mà nhỏ, anh giả sử nha, nhỏ là không tốt đi, anh giả sử, thực ra nhỏ chưa chắc là không tốt, nhưng mà tạm thời gọi nhỏ là những cái nó không được tốt đẹp, cái lớn là tốt đẹp, mình đưa vậy để mình hình dung thôi. Thì bây giờ là cái những cái hạt nhỏ nó luôn đó, tại sao tôi vô cái chỗ không tốt đẹp vậy, tại sao tôi xui vậy? Thực ra nè, không có xui, bạn luôn sẽ lọt vào cái nhóm đó. Tại vì sao? Là vì đó là cách cuộc đời nó sàng lọc. Cho nên nó tôi lập những cái này, tôi gặp cái kia, nó không phải bà gặp, mà tại vì bà không đủ lớn để bà dướng lại. Vì bà nhỏ cho nên bà sẽ lọt qua cái lỗ đó, và lỗ đó thì bà sẽ như vậy đó. Cho nên đừng có nghĩ là mình xui. Và những cái người mà bị gọi là mình xui là những người mà nằm trong cái nhóm nhỏ, đúng không? Tại vì toàn những cái điều tổn thương không, những cái không có tốt đẹp á, và họ nghĩ mình là xui, và họ sống trong cái gọi là cái level of consciousness, tức là cái tầng ý thức nạn nhân. Họ luôn cảm giác mình là nạn nhân, tại sao xui, xui gì? Phần gái 12 bến nước, chép có số rồi, có số đời, sao xui đời, mấy cha này toàn dân gì không, thậm chí có người sỉ vả đàn ông và sỉ vả cuộc đời luôn. Lên trang anh đi, em thấy những cái lời chia sẻ rất là giá trị ở trên, hướng dẫn mọi người tốt đẹp, có những người đau đớn mà viết ra, làm sao mà hạnh phúc được khi cái thằng mất dạy đó nó thế này thế kia. Trời ơi, mà tự nhiên mà giác nguyên cái gì vô mà nói thế ghê vậy. Tức là bê cái chuyện của mình đâu, trong đầu mình nó đang dính cái gì á, viết vô đọc nghe hết cả hồn luôn, ngay trên cái trang này nè, lên coi rồi biết. Nhưng mà anh nói mày đem thấy là có những người mà mình nhìn nó mình biết là cái người này đang sống trong cái trạng thái như là một nạn nhân. Và em tưởng tượng đi, cái hạt cà phê đó không bao giờ đi qua được những cái sàn hạt lớn, họ luôn ở đó. Đó cái gọi là quy luật đó, gọi là quy luật của sự xứng đáng đó. Nồi nào vung đó, đó hạt cà phê nào thì cái rổ đó, nhân nào quả đó, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần tuấn lê thì sẽ hạnh phúc và thay đổi. Ok, cho nên là hiển nhiên là mình phải thay đổi thì mình mới tốt đẹp được. Còn nếu mình không thay đổi thì mình vẫn ở trong cái túi đó, vẫn cái lộ trình đó, vẫn những cái việc như vậy. Anh Tuấn quen nhau 3 tháng, do em có cảm giác anh ấy đầu tư vào mình chưa nhiều. Mặc dù cứ 1 tuần anh hẹn gặp 3 lần mà đều là anh chi tiền và nó nhớ mình, em mới cho hôn. Em tả ra tới đây anh vẫn chưa ra được một cái dữ kiện gì rõ ràng là tình cảm anh ta có cho em hay không. Anh ta vẫn có thể có, vẫn có thể không, vẫn chưa ra cái dữ kiện mà thực sự rõ. Và anh cũng có cái cảm giác là ở em có một cái gì đó sợ hãi, bất an trong cái mối quan hệ. Tiếp tục nè, em mới cho hôn và anh sờ soạn nhiều nhưng em không cho, vì em có cảm giác chưa an toàn, vừa nói chưa an toàn, vừa nói còn. Vậy mình có cứng nhắc quá không? Em ơi, cái cứng nhắc là một cái biểu hiện của người không an toàn. Và đúng là em đang không an toàn. Nhưng mà em không sửa được cái cứng nhắc nếu như em vẫn không an toàn. Tại vì hành xử là sự thể hiện của cái trạng thái của cái người đó, tức là phiên bản, nói đơn giản là vậy. Có nghĩa là em không thể sửa hành xử nếu phiên bản như cũ. Không chỉ được về hành xử. Chỉ về hành xử nó giống như dán cái nhãn lên trên một cái vật mà nó không đúng với cái nhãn đó. Hiểu không? Giống như là rượu rẻ tiền dán nhãn đắt tiền vô. Em ơi, nó không, người ta sẽ không có mua cái rượu đó, hay là ta mua lừa, ta cũng cầm lại thôi. Tức là nó không ra được cái chất của cái đó. Cho nên cái hành xử nó là sự thể hiện nha. Tức là nó là một phần á. Hành xử là thể hiện, là một phần của cái phiên bản. Cho nên không dạy hành xử được nếu như phiên bản không thay đổi. Cho nên em đúng là bất an, và cái điều đó em cũng đã nhận ra. Và nếu như em bất an thì hiển nhiên làm sao mà hạnh phúc được. Dạ, tất cả những mối quan hệ lâu năm đều là không nên đến hôn nhân hay sao anh? Không phải, mà là những mối quan hệ hôn nhân đó là vì nó không đến được nó mới thành lâu năm. Tức là em hỏi ngược, những mối quan hệ tại sao thành lâu năm là vì không đến được với hôn nhân. Và thường lý do lớn nhất, 99% không đến được với hôn nhân là vì không có yêu. Đàn ông á, đặc biệt từ phía người đàn ông, không có yêu, không muốn cưới. Nếu đã đi đến hôn nhân thì có thể xây hôn nhân trở đi hay không, có nên hay không, bắt buộc phải xây. Nếu không xây thì nó sẽ hư, cho dù có là đàn tốt. Cho nên là nếu đã đi đến hôn nhân thì có thể xây không, bây giờ có thể không thể cũng vẫn phải xây, tại vì chỉ có xây thì nó mới có thể tốt. Thứ hai là nếu xây thì nó lòi ra. Cho nên là có nên xây hay không, câu trả lời là luôn phải xây, còn tốt hay không thì xây xong rồi biết. Ok không? Cho nên cái câu hỏi là hiển nhiên rồi. Anh Tuấn ơi, làm sao để không đổ trước một người đàn ông thành đạt đã có vợ? Có cần tránh xa không anh? Chứ em thấy kiểu người thành đạt từng trải rất có sức hút. Tại vì em bị khập khiễng thì em mới bị cái đó thôi. Chứ người phụ nữ mà ta thăng bằng thì đàn ông có vợ sao hút họ được? Cách để không đổ là mình vững vàng, có nghĩa là mình lành, mình bình an, mình không thiếu thốn tình cảm. Ok.
Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.